lộ cho ông Vinh, em phải cản trọng một cách kiên quyết, hoặc nói cho Dượng, hoặc là nói cho anh. Nhưng đằng này em lại chịu thua, để Trọng muốn làm gì thì làm. Anh đang nói cái gì vậy? Anh dám đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi như vậy hả? Anh biết anh phải có trách nhiệm. Em yên tâm đi, anh sẽ nhận hết mọi chuyện. Em nhận cái gì chứ? Đây là lỗi của nó, nó phải chịu trách nhiệm với những gì nó làm. Anh hai, em không có lỗi. Anh ta cố tình gài bẫy em, anh ta muốn trả thù em cái vụ em đánh anh ta bị thương lần trước. Trọng à, em nói gì vậy? Anh gài bẫy em hồi nào? Anh đừng có đóng kịch nữa. Anh đã đòi đưa hối lộ và dụ tôi đồng tình với anh. Khi gặp ông Vinh thì sao? Anh kiếm kế anh vắng mặt, rồi anh báo cho ông ta biết tôi cố tình gài bẫy cho ông ta để ông ta tức giận báo công an bắt tôi. Còn ở vụ khách sạn, anh bắt tay với chị ta để mà gài bẫy tôi. Trọng à, em nghĩ đâu ra mấy cái chuyện này vậy? Tôi không tự nghĩ, mà nguồn tin của tôi rất là chính xác. Thôi đủ rồi, anh quá thất vọng với em Trọng mà. Anh cứ tưởng đâu là em đã thay đổi rồi, ai ngờ em vẫn như vậy. Anh hai em à, làm lỗi mà không bao giờ sửa lỗi. Anh hai, anh phải tin em chứ. Anh không tin ai hết, anh chỉ tin vào những chuyện anh nghe và anh thấy thôi. Anh, ba phải tin con chứ ba. Con yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu. Thưa ba, con nghĩ trong căn nhà này ba có thể tin bất kỳ ai, nhưng ba không thể tin một cái người dù đã biết rõ thân phận của mình nhưng vì ham tiền của ba nên vẫn giả làm con của ba. Con không à? Em xin lỗi anh, em biết em nói ra điều này có thể là anh sẽ giận em, nhưng nếu hôm nay em không nói ra thì sẽ có hai người vô tội là má và Phú sẽ chịu sự xử lý oan uổng của ba. Hai đứa nói cái gì vậy? Thưa ba. Không, nếu phải nói ra sự thật thì cứ để anh nói. Thưa ba, thật ra thằng Trọng không phải là con ruột của ba. Hả? Con nói cái gì vậy hả? Lúc đi lấy giấy xét nghiệm, má đã biết được thằng Trọng không phải là con ruột của ba. Nhưng vì quá thương thằng Trọng, cho nên má đã cố tình làm giấy tờ giả để gạt ba. Dượng, Dượng, dì đừng quá lo lắng mà. À, chú à, ba con sao rồi? May mắn là đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không sao, nhưng không được để cho ba cháu xúc động mạnh nữa. Dạ. Khi nào anh ấy tỉnh lại, cứ để cho anh ấy được nghỉ ngơi, không nên vào thăm bệnh hoài. Dạ con biết rồi. À, có gì thì cứ gọi cho tôi nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ chào chị. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chú Hải. Cảm ơn bác. Phú, em đưa Hồng và dì về nhà nghỉ ngơi trước đi. Dạ. Dì muốn ở lại đây đến khi nào ba con tỉnh lại đó con. Dì về nhà nghỉ ngơi đi, dì còn phải lo cho ba dài dài mà. Lỡ mà dì đổ bệnh nữa thì không được đâu. Phải đó má, nhưng mà con hứa với dì khi nào mà ba con tỉnh thì con phải nói cho dì biết liền nghe con. Dạ. Mình về hả má? Chắc là ba không muốn nhìn mặt em nữa. Anh có thể cho em vào thăm ba một chút được không? Anh cho tôi xin 10 phút để tôi vô gặp ba tôi. Tôi sẽ đi theo các anh. Hy vọng đây không phải là một mưu kế gì của anh nữa.
Con xin lỗi ba. Con chưa bao giờ muốn che giấu thân phận thật sự của mình. Đã đến lúc phải đi rồi. Anh xuống ăn cơm. Anh không muốn ăn đâu. Anh sao vậy? Từ lúc đi thăm ba về tới giờ em thấy anh buồn buồn á. Anh muốn đi khỏi nơi đây. Có chuyện gì? Có phải là vì cách của ba đối xử với Trọng? Đồ vật mình xài lâu ngày còn có tình cảm mà. Muốn chi trong chuyện vừa rồi đâu phải là lỗi của thằng Trọng. Nếu không thương thằng Trọng thì cũng không nên đối xử với thằng Trọng một cách tàn nhẫn như vậy. Em nói anh nghe, bây giờ ba đang giận, anh có nói gì thì ba cũng không nghe đâu. Nhiều khi còn thêm dầu vào lửa nữa. Anh ở trong ngôi nhà này, ở Trường Thịnh, anh đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trái với lương tâm của mình. Thậm chí anh còn là kẻ tiếp tay cho những chuyện đó nữa. Anh không muốn phải tiếp tục như vậy nữa. Anh muốn mình ra đi. Anh muốn đi đâu thì em và con sẽ đi với anh. Nhưng em nghĩ trong thời điểm này anh không nên đi đâu hết. Anh hiểu ý em muốn nói gì. Đương nhiên là anh không đi trong lúc này, mà đợi khi nào sức khỏe của ba được ổn định rồi anh mới đi. Anh sẽ từ chức ở Trường Thịnh, rồi vợ chồng mình sẽ đi tới nơi khác để sinh sống. Ý của em không phải như vậy đâu. Anh phải ở đây. Nếu như anh đi, anh sẽ trở thành một người vô trách nhiệm, là kẻ thua cuộc. Trước đây anh chỉ có một mình, nhưng bây giờ thì anh đã có em rồi mà. Đã đưa hết nợ chưa? Đại ca yên tâm đi, đã thâu xong hết rồi. Anh là anh Năm. Mày là ai vậy? Anh Tiến kêu tôi tới đây. Mày là sao với thằng Tiến? Cậu chủ. Cậu chủ chắc là chi sạp lắm ha. Làm được việc cho tôi á, tiền không thành vấn đề. Cậu cần tụi này làm gì? Tôi có thằng em đang nằm trong trại tạm giam. Tôi muốn anh chăm sóc nó. Thank you.
Mấy người làm cái gì? Bà giờ khỏe chứ anh? Anh nghe nói là sức khỏe của chú đã được ổn định rồi. Em sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Em không sao đâu. Nhưng anh nói chuyện với quan giáo giùm em đi. Em nghĩ là có người đã thuê mấy thằng trong này chăm sóc em. Vì trong này có người kiếm chuyện với em vô lý lắm. Anh hiểu rồi. Anh sẽ sắp xếp chuyện này. Nói về vụ án của em đi. Em tiêu rồi đúng không anh? Trong vụ này, nếu như mà chứng minh được Phú là chủ mưu, em chỉ là đồng phạm thôi, thì mức án sẽ không đến nỗi nào. Còn nếu như không chứng minh được thì sao anh? May mắn cho em á là trước đó em đã đưa bớt tiền cho chú Bảo. Nhưng số tiền trong phong bì của em cũng đủ để em lãnh án ít nhất là 6 năm tù đó. Còn nếu như em nhận tội, có được coi là thành khẩn để được giảm án không anh? Em nói gì? Em muốn nhận hết tội lỗi về mình sao? Nếu như mà em chịu đấu tranh, không phải là không còn cách đâu. Nếu như em kiên quyết, em khai ra Hoàng Phú là chủ mưu, còn em chỉ là đồng phạm, chắc chắn một điều, em sẽ kéo được anh ta xuống những bụng chung với em. Nhưng đó là khi ba chưa biết em không phải là con của ba. Còn bây giờ, em dám chắc một điều rằng ba sẽ đứng ra giúp anh ta. Vì cái tội em đã dám lừa gạt của ba bao nhiêu năm qua cơm áo gạo tiền. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Không cần đâu anh. Coi như em trả món nợ lần trước em đã đánh anh ta trọng thương. Thôi được rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Về phần anh sẽ cố gắng giúp em giảm nhẹ án càng nhiều càng tốt. Cảm ơn anh nha. Không cần phải khách sáo với anh như vậy. Phải khách sáo chứ anh. Em không có tiền để trả tiền luật sư cho anh đâu. Anh cho em nợ đó, chứ không phải quỵt được đâu nha. Dù sao thì cũng mắc nợ. Giúp em một chuyện nữa được không? Là Liên đúng không? Sao anh? Anh đã gặp Liên rồi. Cô ấy nhờ anh nhắn với em một câu. Cô ấy nói gì vậy? Đồ cà chớn. Tôi đợi đến khi nào anh ra tù, tôi sẽ xử lý anh. Nhắn giùm em một câu với cô ấy nha. Trọng nó nhờ anh nhắn lại với em. Đồ ngu, tôi không cần cô đợi đâu. Biến đi. Con à, nhớ thằng Trọng hả? Dạ đâu có. Đồ giúp chú mà cũng dối chi không biết à. Cái thằng thiệt tình, tưởng đâu tu tâm dưỡng tánh rồi chứ. Anh Khải nói là ảnh bị hại chú à? Thiệt sao? Đứa nào mà ác nhân vậy? Dạ có thể là... Là ai con? Dạ thôi, chuyện dài dòng lắm, mai mốt con kể cho chú Bảo nghe sau. Rồi có biết chừng nào được vô thăm nó không? Dạ, anh Khải nói chắc là phải đợi lâu. Rồi con định đợi nó thiệt hả? Đợi, nhất định con phải đợi chú. Con ơi con, trời ơi, như vậy là sẽ lâu đó. Mà con gái á thì tuổi xuân nó... Tuổi xuân sao? Cái gì? Trời ơi, cha già này dễ sợ luôn á. Ai đời chú mà dạy cháu sống phụ bạc vậy trời, hả? Bà biết cái gì bà nói? Sao không biết? Ghen vô chuyện gia đình người ta. Con, vì ủng hộ con, chờ đợi thằng Trọng. Nè, không có biết cái gì đừng có xen vô nghe. Ai nói ông tôi không biết. Trời ơi, chuyện hai chú cháu ông nói về thằng Trọng, tôi nghe hết trơn, không sót một câu. Gì?
Không phải là gì lén lút gì nghe. Tại hai chú cháu nó chuyện lớn quá cho nên tôi biết hết. Trời ơi, tôi bó tay với con mẹ mập mà có hai con chim bồ câu này nè. Gì? Con két à? Mày muốn gì đây? Tôi muốn nói chuyện của Trọng. Nếu thật sự muốn giúp Trọng thì hãy kêu nó thành thật khai báo, chứ đừng có bài trò gì nữa hết. Có người đã thuê tôi giang hồ đang bị giam chung với Trọng, ngày nào cũng đánh đập hành hạ nó, làm nó thương tích đầy mình. Vậy nó có sao không? Bây giờ thì không sao, nhưng nếu tình trạng này kéo dài xảy ra thì không nói trước được điều gì. Không lẽ là ba? Không phải là chú. Tôi đã hỏi những người làm việc với chú, chú không hề yêu cầu họ làm việc nào như vậy. Và tôi cũng hỏi bên phía chú Vinh, chú ấy không làm việc này. Trọng nó đã quyết định một mình nhận hết tội lỗi, chắc cũng phải là ngồi tù vài năm, coi như Phú đã được hạ giận, đừng đối phó với nó nữa. Sao lại không liên lạc được chứ? Em lo cho anh ta à? Không được sao? Phải. Nếu em còn muốn tiếp tục kế hoạch trả thù. Em tự biết khống chế chuyện của mình mà. Hy vọng là như vậy. Xin lỗi nha, để mọi người phải chờ. Anh đi đâu vậy? Em gọi cho anh không được, em lo lắm. Anh để quên điện thoại ở nhà. Thôi, mình hợp đi. Vụ bên Thiên Thanh sao rồi? Chúng ta chính thức thua rồi. Đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Nhưng cũng vì chuyện này mà một số khách hàng có quan hệ với chúng ta đã rút lui. Con số thiệt hại tính ra thật sự không phải là nhỏ đâu anh. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý tốt vụ lùm xùm này, chứ nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trường Thịnh, và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc giới thiệu sản phẩm trong xe mới luôn. Ba muốn có một cuộc họp báo để nói rõ về quan điểm cũng như là cách hành xử đó là của cá nhân Trọng, chứ không phải là của công ty Trường Thịnh. Đồng thời là ba cũng muốn thông báo về mối quan hệ của ba và Trọng. Ba tuyệt tình như vậy sao? Không. Em thấy đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ủa, em nói cái gì sai sao? Khải nói với anh, có ai đó cho người hành hung Trọng trong trại giam. Vậy là anh nghĩ đến em. Vì chắc chắn ba không làm điều đó. Em chắc chắn cũng không làm điều đó. Em tin Phú. Anh thừa biết Phú là người như thế nào mà. Thật sự bây giờ em không biết phải làm sao để anh tin em. Nhưng em dám thề, em không làm những chuyện hèn hạ bị ổi đó. Đây chắc chắn là chiêu khổ nhục kế mà Khải đã bày ra cho Trọng. Thôi bỏ qua đi, chắc anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Em biết anh đang lo cho Trọng. Không sao đâu, mình tiếp tục nha. Khi dòng xe mới tung ra, chúng ta nên chọn một số showroom có vị trí đắc địa để trưng bày các dòng xe này thôi.
Đồng ý. Chúng ta qua gara kiểm tra đi. Em có sao không? Có sao không? Em đau chỗ này hả? Chắc trật chân rồi. Để anh đỡ em. Cẩn thận đó. Em thấy sao rồi? Đỡ đau hơn không? Đỡ hơn rồi nhưng mà đau lắm. Chắc là không có đi tới đi lui được đâu. Ừ, không sao đâu. Cái chuyện mà đi tham quan một vòng chắc bỏ đi quá. Ừ, vậy thôi. Để anh đưa em về nghỉ ngơi nha. Hay là để anh cõng em nha. Thôi, em tự đi được mà. Anh làm gì vậy? Nếu như không có anh Trung, em có chọn anh không? Anh bị điên hả? Anh xin lỗi. Em ngồi nghỉ đi. Để anh ra ngoài kêu người giúp em. Nếu như còn một lần nào nữa thì đường ai nấy đi, thù ai nấy trả. Tội nghiệp cho thằng Trọng. Đây là một cú ngã rất lớn đối với nó. Anh hy vọng trong những ngày tháng khó khăn sắp tới, nó sẽ gượng dậy vượt qua được. Em nghĩ chuyện Trọng suy sụp như vậy á, không phải là do chuyện ngồi tù đâu, mà là do ba em. Do bác Trường đã quá tuyệt tình với Trọng. Và anh Trung nữa, anh Trung cũng không tin Trọng. Thu Hồng vì chuyện năm xưa, âm mưu thì rõ ràng rồi. Còn Hoàng Phú, em nghĩ mọi chuyện á bắt đầu từ lúc Phú bị Trọng đánh Trọng thương. Nhưng bác Trường lại ép mọi người phải bao che cho Trọng. Vừa Thu Hồng, rồi vừa Hoàng Phú. Bên đó trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ nhiều sóng gió lắm. Đành phải chịu như vậy thôi. Ủa, mà mình không xin cho Trọng tại ngoại được hả anh? Anh đang thử, hy vọng là sẽ được. Dạ. Anh Khải, chuyện tổ chức lễ kỷ niệm á tới đâu rồi? Anh có cần em phụ gì không? Không cần đâu, mọi chuyện đâu vào đó hết rồi. Mà bữa đó em đi được không? Em có hứa với ba là em sẽ tới, nhưng mà thật sự thì em không ưa mấy cái kiểu tiệc như vậy lắm. Thật sự thì bác cũng không có thích những cái tiệc mà rình rang như vậy đâu. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, ngân hàng xảy ra nhiều chuyện, cho nên cần có một bữa tiệc sang trọng như vậy sẽ trấn an được nhiều thứ lắm. Em hiểu rồi. Trời hôm nay chắc sẽ mưa to. Trời đang nắng mà má. Nhưng rồi trời cũng sẽ mưa, tại vì con trai của má chịu khó bỏ thời gian đi tập thể dục với má. Trời ơi, con đang học theo cách của má mà. Bây giờ có bận cỡ nào á, nhưng mà vẫn luôn cố gắng sống chuẩn mực thôi má. Đành phải tin là vậy thôi. Má nên tin là như vậy. Ủa anh Quy, sao tình cờ vậy? Chắc đây là bác gái hả? Dạ, con chào bác. Tôi thấy không tình cờ chút xíu nào hết. À anh Quy à, tôi... Nè, tôi sẽ không bao giờ bàn chuyện công việc trong thời gian riêng tư này. Mình chạy tiếp đi má. Đi má. Gì vậy con? Làm ơn cho tôi đi. Cho mấy triệu đi rồi tránh. Nếu các anh không tránh được thì đừng có trách tôi.
Mày ngon thì nhào vô. Tao bị sida đó. Con, mau đưa tiền cho nó đi con. Nhưng mà... Nghe lời má đi con. Không đáng để liều mạng với nó đâu. Đưa đi. Con biết rồi. Cô quên má thiếu tiền rồi. Má, má cũng để quên ngoài xe rồi. Má, mày giỡn mặt với tao hả? Giữ nó cho tao. Má, mà chạy đi má. Có ai không? Tụi bay làm gì vậy? Hả? Mấy người kia, bắt tụi nó đi đâu? Tụi nó theo hướng tây kìa. Con ơi. Anh Quý, sao không? Anh có sao không? Có sao không con? Không, con không sao. Má có bị gì không má? Không, má không sao hết. Mọi người không sao, là may rồi. Cậu, con bị thương rồi kìa. Cái này chỉ là trầy ngoài da thôi, không sao đâu ạ. Không, không được xem thường. Phải đi cấp cứu liền. Con, lấy xe đi con. Mau lấy xe đi. Để con đi lấy xe. Chờ tôi đi lấy xe một cái. Tốt lắm, con tranh thủ mà ký kết nhanh lên. Có gì thì về nhà nói chuyện nghe. Trung nói cậu Huy đó rất cảm ơn con, vì con đã xả thân giúp đỡ, cho nên mọi chuyện coi như bỏ qua. Chuyện dây vốn sẽ được giải quyết sớm nhất, vì má của cậu ta cũng rất là cảm kích con và rất ủng hộ hồ sơ của chúng ta. Con làm dạ, tốt lắm. Đó là nhờ con may mắn thôi ạ. Dượng thì lại thấy thật tình cờ. Tình cờ con không chạy bộ ở công viên gần nhà. Tình cờ con lại gặp má con họ. Tình cờ mấy tên côn đồ xuất hiện. Dạ, con nói ra xin Dượng đừng có giận con nha. Mọi chuyện là do con sắp đặt đúng không? Tại con thấy anh không áp lực quá, mà anh Quy á thì không có tỏ vẻ ra thay đổi quyết định của mình. Theo như con biết được á thì anh Quy rất thương và nghe lời má của anh, nên con quyết định liều một phen. Dượng à, con xin lỗi vì đã làm bậy như vậy. Con đâu có làm bậy, con làm đúng mà. Chuyện của em anh đã lo xong rồi, còn chuyện của anh thì sao? Anh an tâm, ngày mai sẽ có một vở kịch mới để cho anh xem. Vô đi. Dạ, con mời chú uống nước ạ. Tôi nói là cô pha cà phê mà. Dạ thưa chú, những loại thuốc chú đang sử dụng rất kỵ với cà phê và trà. Sao cô biết? Dạ lúc trước con có chăm sóc cho ba con uống những loại thuốc này nên con biết. Ông ấy bây giờ sao rồi? Dạ ba con đang sống rất vui vẻ và khỏe mạnh ở dưới quê. Cô pha nước gì vậy? Dạ là nước ép cà rốt với nghệ ạ. Nó sẽ giúp cho bao tử của chú dễ chịu ạ. Và miếng bánh đó để chú ăn lót dạ trước khi uống thuốc. Mất bao lâu để làm những thứ này? Dạ vừa bằng thời gian để pha một tách cà phê ngon. Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Dạ. À, tôi thích nhân viên của tôi chứng minh hiệu quả qua công việc, chứ không phải là những chiêu trò như thế này. Dạ thưa chú, nếu chuyện quan tâm cấp trên đáng tuổi cha chú của mình là bằng tấm lòng chứ không phải chiêu trò thì nó sẽ được cho phép phải không ạ? Nếu cô chứng minh đó là sự thật mà không vụ lợi. Thôi cô ra ngoài đi.
Dạ. Em làm cái gì sai hả? Anh nói đi. Em không có sai, là tất cả mọi người sai. Em phải làm gì thì cô ta mới buông tha cho em? Không mà, em không cần phải làm cái gì hết. Em cứ để cho anh xử lý hết những chuyện này. Anh không làm được đâu. Thế nào rồi anh cũng bị siêu lòng hả? Không đâu. Anh hứa với em, anh sẽ không để cho em bị ăn hiếp một lần nào nữa hết. Được rồi, để anh đưa em về nhà nha. Anh nói đi. Anh nói với em là anh làm được đi. Em à, em sẽ chờ coi anh xử lý chị ta ra sao. Kìa, không, không mà. Không, không mà. Em đi đâu vậy? Nếu như anh không lấy lại được danh dự cho em sẽ không về đâu. Buông em ra đi. Đừng đi theo em. Dạ, bà cứ lo làm chuyện của ba đi. Bà đừng có lo cho con hoài như vậy. À, với lại ngày mai á, lúc bà xuống sân bay rồi, bà về nhà luôn hay là bà đi ra nhà hàng? À, ba nghĩ chắc là sẽ không về nhà kịp. Con nói với chú Đạt lúc ra đón ba đem theo đồ cho ba luôn. Dạ con biết rồi. Thôi ba làm việc đi. Mà ba phải nhớ là coi chừng sức khỏe đó nha. Ừ, con cũng phải giữ sức khỏe đó. Dạ con biết rồi, con chào ba. Cậu Trung, cậu không được vô. Cô ấy đâu rồi hả? Cậu Trung cậu Trung à, cậu mà làm như vậy á, ông biết được á là chết tôi luôn á. À, cô Mơ à, không sao đâu, cô cứ vô làm việc tiếp đi. Dạ. Cô định làm cái gì nữa đây hả? Anh là người hầm hầm xong vô đây, tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ. Đủ rồi, vậy bây giờ hãy nói thẳng luôn đi. Cô hãy ngay lập tức dừng những cái trò bôi nhỏ hồng, nếu không cô đừng trách tôi. Cô vợ mới của anh á cũng nhiều trò lắm, nhưng mà cái trò vừa ăn cắp vừa la làng như vậy á cứ làm hoài không thấy chán hay sao? Cô im đi, cô không được xúc phạm Hồng. Nếu cô ấy là người gian xảo thì gia đình của cô ấy không phải tan nát như vậy, và cô ấy cũng không phải lưu lạc khắp nơi, và càng không thể để cho người ta xúc phạm từ lần này đến lần khác. Anh đã không gặp cô ta bao nhiêu năm rồi, làm sao anh biết được cô ta đã thay đổi những gì kia chứ? Không thay đổi, cô không được xúc phạm Hồng. Tôi không xúc phạm Hồng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Hồng trở về đây á là để trả thù gia đình anh và gia đình tôi. Bởi vì những chuyện mà ba anh và ba tôi gây ra cho cô ta tôi đều biết hết rồi. Nếu như vậy cô nên thay đổi cách cư xử, giống như một cách trả nợ người ta. Tôi đã trả chồng cho cô ta rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Anh à, anh hãy tỉnh táo lại đi. Cô ta không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Ngay cả đứa con mà cô ta nói là của anh chưa chắc gì đã. Quyền đi. Tôi nói cô không được xúc phạm Hồng nữa mà. Anh là đồ tôi, anh không được đánh thương như vậy. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho Hồng. Tôi cảnh cáo các người đừng bao giờ xúc phạm Hồng nữa. Hương à, em không sao đâu. Hương à, em cần yên tĩnh một đằng sau bao cố hứa biết bao nhiêu lời dối lừa nhìn em. Hương à. Hương. Mang đầy nghi ngờ, thử thách em đến bao
chúng ta có thể yêu thương như ngày xưa, liệu chúng ta có thể yêu thương như ngày xưa. Alo, anh nghe đây. Anh ơi, anh về công ty ngay đi. Vừa nên rất nổi giận, em chống đỡ không nổi nữa rồi. Nói với ba là anh sẽ về nhà, có gì gặp sao? Không được, bây giờ anh về công ty liền đi. Em sợ Dượng tức giận rồi ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Alo. Thôi được rồi, anh tới liền. Trung đâu rồi? Chuyện nát bét ra như thế này, nó còn đi đâu hả? Dạ, con đã gọi điện cho ảnh. Ảnh đang trên đường tới đây ạ. Không còn ra cái thể thống gì nữa, không còn danh dự gì cả. Dạ, Dượng bớt giận đi Dượng. Dượng phải giữ gìn sức khỏe đó. Giữ làm cái gì? Thà chết quách đi còn hơn là để cho con cái làm mang tiếng mà chết. Con xin Dượng, trong lúc này mà vừa có chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện sẽ rối thêm đó. Để con thử gọi lại cho anh Trung nha. Vô đi. Con định xử sao đây? Dạ, con xin lỗi vì chuyện tình cảm của con mà làm rối loạn công ty. Nhưng con xin cam đoan với ba là không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa. Cam đoan? Con lấy cái gì để mà cam đoan? Dạ, con đã đi gặp Hương để giải quyết cho chuyện này rồi. Con xin hứa với ba sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Nếu như mà còn xảy ra thì con sẽ chịu mọi trách nhiệm với ba. Dạ thưa Dượng, chuyện không muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nếu như anh Trung đã nói ra như vậy, xin Dượng bớt giận bỏ qua chuyện này ạ. Mong rằng con sẽ không làm cho ba thất vọng thêm nữa. Dạ con hứa với ba. Con nói với Thu Hồng tạm thời nghỉ làm ở đây mấy ngày để tránh nó vô đây làm đề tài cho người ta bàn tán. Dạ. Con hãy sắp xếp dập tắt mọi lời đồn đãi bàn tán ở trong công ty. Dạ, con biết phải làm gì ạ. Con. Dì, dì có thấy Hồng về nhà không? Nó bồng bé Đan đi rồi con. Hai đứa con có chuyện gì hả? Dạ, sáng nay có người gửi tờ rơi bêu xấu Hồng tại công ty. Hồng rất sốc vì chuyện này. Ai mà bậy bạ vậy con? À, Hồng có nói là đứa bé đang đi đâu không gì? Hồng không có nói với gì con. Alo. Em đang ở đâu vậy? Cho địa chỉ đi, anh tới đón hai mẹ con em. Anh đã nói chuyện với Mai Hương rồi, cô ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu. Em cần một lời xin lỗi từ chị ta. Hồng à, em và con sẽ không bao giờ quay về cho đến khi nào anh chứng minh được anh thật sự sẽ làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ em và con. Alo. Sao rồi con? Dạ không có gì đâu. Thôi con ra ngoài một lát. Nếu ba có hỏi bé Đan á thì dì cứ nói là con đưa hai mẹ con Hồng đi ra ngoài để ba đừng lo như gì. Dì biết rồi. Hay là để dì gọi điện thoại nói chuyện với con Hồng nha con. Dạ thôi được rồi, con đi đây. Đi.
Em có nghĩ là anh ta có làm ra được trò gì hay ho hơn không? Anh ta sẽ làm được. Mà nếu như không được thì anh và em sẽ khiến cho anh ta phải làm được. Hy vọng là vậy. Chứ nếu không á, em sẽ không có lý do để quay về. Sao lại không? Nè, lão già đó đối với anh như thế nào rồi? Cũng không có gì chuyển biến rõ rệt lắm. Mặc dù lão ta rất hài lòng chuyện vừa rồi, nhưng không sao. Muốn chiếm được lòng tin của một người đa nghi như là ông ta thì không được vội vã, càng từ từ thì càng tốt. Vậy cũng phải, nhưng đôi khi lão ta cũng sơ suất lắm. Về chuyện gì? Không hiểu sao càng nhìn càng thấy bé Đan không giống ba nó. Vậy sao? Nhưng anh Trung và lão già đó thì lại cho rằng bé Đan rất giống anh Trung hồi còn nhỏ. Đừng nghĩ anh đang soi mối gì về em nha. Anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Có thể chuyện về tờ xét nghiệm ADN của Trọng sẽ khiến cho ông ta liên tưởng đến tờ xét nghiệm ADN của bé Đan. Bé Đan là con của anh Trung. Vậy thì đỡ một mối lo thôi. Bắt được rồi. Anh Trung, anh Trung, có chuyện gì vậy? Có chuyện nữa rồi anh. Có chuyện gì nữa? Anh coi nè. Thật là quá đáng mà. Không chỉ có tờ báo mạng này đưa tin đâu, còn rất nhiều báo mạng khác đưa tin này nữa. Tại sao cứ phải ép người ta vào đường cùng mới chịu chứ? Chị Hồng gọi đó. Alo. Là chị ta ép em phải làm như vậy. Em sẽ không nhịn nhục nữa đâu. Hồng à, em hãy bình tĩnh lại, nghe nói nè. Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh đã không làm được. Em thực sự rất thất vọng về anh. Em sẽ tự đi gặp chị ta và đòi lại công bằng cho mình. Alo. Alo. Có chuyện gì vậy anh? Anh phải đi tìm Hồng. Nhưng mà bây giờ biết chị ở đâu mà tìm? Hồng nói là đến gặp Hương. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm thành lập Ngân hàng Xuyên Á. Có khi nào anh Khải à? Anh Khải ơi. Em chưa ra ngoài rồi sao? Anh Khải, anh làm giúp em một chuyện được không? Đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho bác đúng không? Bữa tiệc của ba em là trên hết mà. Tuân lệnh. Chị làm sao? Chào, chào anh. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ xin mời. Dạ ổn chị.
Dạ, thưa ba con mới tới. Dạ, chào bác. À, tới rồi hả con? À, con chào chú, à, chào bác đi con. Dạ, chào bác. Dạ, chào chú. Chào con. Trong đại hội cổ đông vừa rồi của ngân hàng á, cháu gái đã có sự thể hiện rất là ấn tượng. Sắp tới tất cả mọi chuyện cháu sẽ thay bà cháu không? À, dạ, mong là bác đừng có cười cháu nha. Chị là một người trơ trẽn. Ai cho cô ta tới đây? Gọi bảo vệ ngay. Cô đang giở trò gì vậy? Tôi không giở trò. Chính cô ta là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Cô im đi, cô theo tôi. Tôi không đi đâu hết. Tôi phải ở đây, tôi phải vạch trần bộ mặt của cô ta ra. Ai mới là người phải vạch trần chứ? Là kẻ đạo đức giả như chị đó. Cô... Không, không ơi. Cô làm cái gì vậy? Cô lấy tư cách gì mà hành hung gì khác chứ? Tôi lấy tư cách một người vợ bị chồng mình cắm sừng. Còn để người đàn bà trơ trẽn này tới đây ăn dạ kìa. Cô nói chuyện giống như mình là nạn nhân không bằng. Một người phụ nữ cắm sừng chồng mình, cái hạng người như cô á, bộ tốt đẹp lắm hả? Anh à, Trung, mày im đi. Mày là bạn thân nhất của tao, vậy mà dụ dỗ vợ của tao. Hai người đã bày mưu tính kế bắt tao phải nhận đứa con quan đó là con của tao à? Mày không có đủ tư cách để nói chuyện ở đây đâu. Thằng Trung, mày, mày là thằng khốn nạn. Bác à, bác, bác à, bác à, bác tỉnh dậy đi bác. Đứng đi. Bác à, bác, bác tỉnh dậy đi bác. Bác ơi, em yên tâm đi, bác sẽ không sao đâu. Bác sĩ, bà tôi sao rồi hả bác sĩ? Hả? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Hương à, Hương à, Hương à, Hương, bác sĩ ơi, cấp cứu, cấp cứu. Bà, kẻ đó đã phải trả giá. Con sẽ tiếp tục bắt những kẻ còn lại, phải trả hết tất cả những gì mà tụi nó đã gây ra cho ba. Nếu đúng là nó về đây để đòi nợ thì nó đã đòi được món nợ dân quý rồi. Thằng Trung ly dị, thân phận thằng Trọng bị phanh phui, xích mích với bên toàn cầu, hình như vụ nào cũng có nó dính vào. Vô đi. Dạ, Dương gọi con. Ngồi đi. Dạ. Vợ chồng anh Trung có nhà không? Dạ, anh Trung thì đi ra ngoài, còn chị Hồng thì đang coi bé Đan trong phòng. Con thấy Hồng là người ra sao? Dạ. Con cứ thẳng thắn. Dượng muốn giao nhiều trọng trách hơn nữa cho Hồng ở công ty, để Hồng có thể giúp đỡ Trung, cho nên cần phải có một sự đánh giá khách quan. Sao vậy? Có chuyện gì khó nói hả? Về năng lực làm việc của chị Hồng thì con phải công nhận là chị Hồng rất giỏi. Nhưng... Nhưng sao? Nhưng con không hiểu sao con có cảm giác là chị Hồng có cái gì đó rất đe dọa tới nhà mình. Đe dọa? Tại sao con lại nghĩ vậy? Bởi vì có một điều không biết là trùng hợp hay sao, mà từ khi chị Hồng bước vô nhà mình thì nhà mình xuất hiện liên tiếp
nhiều chuyện không vui xảy ra. Dạ, con chỉ nói đại thôi, Dương đừng có để ý những lời nói của con ạ. Dương có chuyện này muốn giao cho con làm. Dạ, Dương cứ nói đi ạ. Theo dõi Hồng cho Dương. Dạ. Con làm được không? Dạ, con sẽ cố gắng. Không phải là cố gắng, mà nhất định phải làm được. Dạ, con nhất định sẽ làm được ạ. Tốt. Con là người có khả năng làm việc lớn. Có điều con phải khắc phục tính rụt rè. Con phải mạnh dạn và quyết đoán hơn nữa. Dạ, con sẽ khắc phục những điểm yếu của mình ạ. Sao tự nhiên cậu anh ra đây gấp vậy? Anh định bán đứng tôi để lấy lòng lão già đó. Như vậy liệu có ngốc quá hay không? Anh không biết là mình có quá ngu ngốc hay không, nhưng mà trong thâm tâm em, không những anh là một thằng ngu mà còn là một thằng điên nữa. Anh biết trong phòng đó vẫn còn cái máy nghe lén, mà anh vẫn nói bô bô cho em nghe tất cả mọi chuyện mà. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Lão già đó rất là đa nghi. Nếu lúc nãy anh chỉ nói tốt về em thì sẽ là một người khác theo dõi em chứ không phải là anh. Rồi lúc đó mọi chuyện sẽ ra sao em biết không? Em xin lỗi. Không phải là em nóng vội, mà là em không tin tưởng vào ai hết. Bản thân em còn không tin thì lấy gì tin ai được. Hy vọng sẽ có ngày anh sẽ thay đổi được quan điểm này của em. Bây giờ sao? Nếu như anh theo dõi em thì chắc chắn anh không thể nào không cung cấp thông tin của em cho lão già đó. Em không nghĩ đây sẽ là cơ hội để khoét sâu khoảng cách giữa hai cha con của lão ta sao? Anh có kế hoạch gì? Anh có một vở diễn. Và vai chính đó là em và anh Quy. Vậy còn kế hoạch lấy lòng thì sao? Và nó sẽ được tiến hành trước vở diễn kia. Vào đi. Anh à, Dường nói anh qua hợp với Dường. Anh không qua đâu. Dạ. Em cứ nói với ba là không gặp anh. Dạ. Có chuyện gì với anh? Không có gì hết. Vì chuyện Dường đã đăng báo cắt đứt mối quan hệ với Trọng sao? Càng ngày anh càng cảm thấy mình không thuộc về nơi này nữa. Cứ nói với ba là không gặp anh, gọi điện cho anh cũng không được. Anh à, em biết là anh rất khó xử, nhưng mà nếu anh không qua thì Dường rất tức giận và ảnh hưởng tới sức khỏe của Dường. Nếu như anh qua, chỉ cãi nhau với ba khiến cho bà tức giận thôi. Nếu như bà không gặp anh thì sự tức giận của bà sẽ nhẹ hơn. Trung đâu? Dạ. Lại có chuyện gì nữa? Dạ, anh Trung nói là anh Trung không thể chấp nhận được chuyện Dượng đăng báo cắt đứt mối quan hệ với Trọng, nên anh không muốn. Không muốn? Không muốn cái gì? Dạ, không muốn gặp mặt Dượng nữa. Dạ, xin Dượng bớt giận ạ. Gọi cho nó đi. Dạ, con gọi nhiều lần rồi, nhà anh khóa máy rồi ạ. Dạ, thưa Dượng. Ngay nó về đây. Dạ. Vô đi.
Dạ thưa chú, những hồ sơ này đã được xử lý rồi ạ. Để đây cho tôi. Dạ thưa chú, trưa nay chú sẽ không dùng cơm với khách nữa, vậy chú... Tôi sẽ ăn cơm ở văn phòng. Trừ cái chuyện của thằng Phú với thằng Trung. Còn không, đừng để ai làm phiền tôi. Thôi, cô ra ngoài đi. Dạ. Em biết anh đang rất buồn và thất vọng. Hay là gia đình mình đi xa một thời gian đi, mấy ngày thôi cũng được. Đi Đà Lạt chẳng hạn. Em sẽ về đón con và gặp anh ở sân bay. Em nghĩ đây là cách tốt nhất, vừa để anh bình tĩnh lại, vừa tránh để cho anh không cãi nhau với ba. Vậy chúng ta hẹn nhau ở sân bay nha. Nhiệm vụ còn lại là của anh đó. Hẹn gặp em ở Đà Lạt. Vô đi. Trung với Phú về rồi hả? Dạ chưa. Tôi đã nói rồi, nếu không phải là chuyện của Trung với Phú thì đừng làm phiền tôi. À, dạ thưa chú, chiều nay chú có cuộc họp với các giám đốc và mọi người đã có mặt đầy đủ rồi ạ. Quỷ đi, không có họp hành gì hết. Dạ. Tìm được đó rồi sao? Dạ, anh Trung anh đi Đà Lạt rồi thưa Dương. Sao, đi Đà Lạt? Dạ, anh còn dẫn theo chị Hồng và bé Đan. Anh nói là sẽ không quay về nữa. Đặt chuyến máy bay sớm nhất đi Đà Lạt cho tôi. Dạ. Gọi xe chở tôi ra sân bay. Dạ. Anh có sao không? Không sao đâu. Chắc tại trưa không ăn gì cho nên bây giờ bao tử hơi khó chịu. Dạ có hộp nước ép với lại bánh sandwich á, anh ăn đỡ đi. Không cần đâu, lát nữa ra sân bay tôi ăn cũng được. Anh ăn đỡ đi chứ tí nữa còn ra sân bay làm thủ tục này nọ, đâu có ngồi ăn liền được đâu anh. Bữa trưa của chú hả? Dạ không, cái này là của cô Trúc cổ đưa. Cổ dặn là trưa nay anh chưa ăn gì á, nếu thấy anh khó chịu á thì đưa cho anh. Phải công nhận là cô Trúc này á, cổ chu đáo ghê đó. Em sao vậy? Dạ, em không sao. Đọc báo rồi đúng không? Đừng buồn nữa, phải cứng rắn lên. Chị Hai sao rồi anh? Rất suy sụp. Bác sĩ nói nếu như tình trạng sức khỏe không cải thiện thì cả mẹ lẫn con đều sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Có cách nào để khuyên chị không anh? Anh đang cố gắng, nhưng nỗi đau này đúng là quá lớn. Thu Hồng quá đáng thiệt. Còn anh Hai nữa, anh quá mê muội rồi. Bây giờ còn có thêm Phú giúp cô ta nữa. Anh đoán sóng gió này không dừng ở đây đâu. Nghĩa là cô ta có thể gây hại cho ba như vậy bất quý hả? Đó là chuyện sớm muộn. Vậy chẳng lẽ không có cách nào ngăn cô ta lại hả anh? Có chứ, nhất định sẽ có. Nhưng mà sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Tại vì bây giờ cô ta đang chiếm quá nhiều ưu thế về mọi mặt.
Thôi, mình bàn về vụ án của em đi. Chuyện xin được tại ngoại của em đã được chấp thuận rồi. Chỉ mai mốt nữa thôi, em sẽ được thả ra. Em cảm ơn anh. Lúc đó cứ về nhà anh. Ờ, dạ. Không được từ chối đâu. Còn nếu như mà không muốn ở nhà anh thì phải qua nhà Liên ở, không được đi lang thang, có biết chưa? Anh à, anh giúp em một chuyện nha. Anh đã nói cho Liên biết em sắp được tại ngoại rồi. Trời. Trời cái gì mà trời. Em có làm gì thì Liên cũng không thể bỏ em đâu. Đừng có tự làm khổ mình, rồi làm khổ em ấy nữa. Dạ. Cái gì dễ tìm, chứ tình yêu đích thực á, không bao giờ dễ tìm đâu. Dù biết là sẽ không được vào thăm, nhưng khi biết anh đi gặp em, Liên đã đòi đi theo cho bằng được đó. Em biết phải làm sao rồi anh. Chào anh. Anh Khải, anh Trọng vẫn khỏe chứ anh? Yên tâm, nó vẫn khỏe. Anh Trọng mà anh biết anh sắp được tại ngoại, chắc anh vui lắm ha. Ừ. Anh có nói với nó là em đứng ở ngoài. Rồi anh có nói gì không anh? Anh nghĩ nó hiểu được tấm chân tình của em rồi. Sau này nó ra, nó sẽ không tránh mặt em đâu. Dạ. Ờ, thôi mình về đi. Dạ. Cô không chịu ăn hả? Dạ, cô không chịu ăn. Vậy được chưa con? Em định như vậy tới bao giờ đây? Nếu như mà em cứ như vậy thì liệu bác có sống lại được hay không? Bác sẽ rất buồn nếu như cứ thấy em như vậy hoài đó. Một tuần nữa ngân hàng sẽ tổ chức họp cổ đông. Nếu mà em cứ như vậy hoài thì chắc chắn Xuyên Ngá sẽ thuộc về toàn cầu. Làm gì thì em tự quyết định đi. Em có quyền không muốn sống tiếp nữa, nhưng em không có quyền tước đi quyền được sống của người khác. Là con em đó. Lát nữa ăn xong, anh sẽ đưa em và con qua trang trại của bạn anh chơi nha. Ở đó có vườn dâu, em và con tha hồ hái. Ừ. À, lát nữa mình ghé qua chợ để mua thêm khăn cho anh. Em có đem theo cho anh rồi mà. Không, anh mua cho em và con. Dự báo thời tiết nói tối hôm nay trời sẽ rất lạnh. Anh muốn mua thêm để giữ ấm cho em và con. Nếu lỡ bệnh thì chuyến đi chơi sẽ không vui. Nếu trời lạnh quá thì mình qua Nha Trang chơi. Cũng được. Ừ, hay là mình đi Đà Nẵng đi. Ừ. Anh đã nói đừng gọi cho anh nữa mà. Nhưng mà anh muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Em và Dượng đang ở Đà Lạt. Em nói sao? Dạ, không biết sao Dượng lại biết anh ở trên này, nên chiều hôm qua Dượng đã lên đây rồi. Em đã nói anh không có trên đây, nhưng mà Dượng cứ một mực đòi gặp anh thì thôi. Em cứ nói lại với ba là anh muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, không muốn suy nghĩ gì hết. Dạ. Vậy nha. Dượng tính sao?
Bây giờ anh cũng không muốn tính gì hết. Anh chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Sức khỏe của Hương đang rất yếu, Hương sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng mà nếu như tình trạng này kéo dài hoài thì sức khỏe của Hương sẽ chịu được bao lâu nữa? Chỉ một hai ngày nữa thôi. Em biết, với tư cách là một bác sĩ, chị không dám mạo hiểm sức khỏe của bệnh nhân như vậy. Em xin chị, hãy đứng bên ngoài chuyện này giùm em. Không có sự xác nhận của chị, Hương sẽ không bao giờ tin em đâu. Đôi khi trắng đen đúng sai khó mà phân biệt một cách rạch ròi. Cứ tập trung cứu người trước đã. Em cảm ơn chị. Hương à, chị Hà phát hiện thai nhi còn đang rất yếu. Nếu như em không chịu nhập viện ngày hôm nay thì thai nhi khó có thể mà giữ được. Hương à, em thật là quá ích kỷ. Khải, đứa nhỏ có tội tình gì đâu chứ. Anh thật thất vọng về em. Chị ở bên ngoài nha, cần gì cứ gọi chị. Em nghĩ có tác dụng gì không? Em cũng không biết nữa. Má ơi! Má! Má ơi má! Ai đó? Má ơi! Ai đó? Là con đây. Con hả? Con ở đâu vậy? Con là ai vậy? Con ở trên này nè. Con là con của má nè. Con là con của má hả? Dạ phải. Nhưng mà con sắp phải đi rồi, má sẽ không nhìn thấy con được đâu. Tại sao? Tại sao con lại đi vậy hả? Tại má không cần con nữa, con phải đi. Buồn quá, con muốn chơi với mấy bạn, con muốn biết thế giới này. Má ơi, má đừng có bỏ con nha má. Con ơi, đừng có đi con. Con ơi, con ơi. Em sao vậy? Chị ơi. Hả? Hương à. Chị ơi, em phải sống con, em phải sống đó, phải sống chị ơi. Hương à, nhất định là như vậy. Mẹ con em sẽ không sao đâu. Tin anh đi. Em bình tĩnh đi. Chị gọi cấp cứu cho. Dạ. Hương à, bình tĩnh đi em. Bình tĩnh đi. Dạ. Không biết có chuyện gì mà dì gọi anh quá trời. Vậy hả? Anh gọi lại thử đi. Dạ con nghe đi. Có chuyện rồi con ơi. Ba con với thằng Phú mất tích rồi. Sao ba và Phú mất tích? Ba con với thằng Phú lên Đà Lạt tìm con, nhưng hai bữa rồi không liên lạc được. Cả hai mất tích rồi con ơi. Dì à, dì hãy bình tĩnh lại đi. Chắc chắn là ba con với Phú không có chuyện gì đâu. Để con đi tìm ba và Phú. Dì chờ tin con nha. Báo cho dì liền nha. Có chuyện gì vậy anh? Ba và Phú mất tích rồi. Sao lại như vậy được? Anh không biết nữa, không có liên lạc được. Thôi được rồi, để anh thuê chiếc xe để tìm ba với Phú cho chủ động ha. Còn em giúp anh gọi điện về cho trợ lý, hỏi coi là ba với Phú đặt phòng ở khách sạn nào trên Đà Lạt. Anh đi đi. Dạ, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm hai vị khách đó. Họ đã thuê xe của chúng tôi và lái đi hai ngày chưa có về. Lúc họ thuê xe, họ có nói đi đâu không? Dạ không có. Xin lỗi, chờ tôi một lát. Alo, tôi nghe đây. Vậy hả? Tôi sẽ lập tức tới liền. Công an đã tìm thấy chiếc xe của chúng tôi ở bìa rừng. Anh có muốn đi cùng không? Là manh mối của ba và em trai tôi, đi đâu tôi cũng đi. Sao rồi? Vẫn chưa có phát hiện gì mới. Ba và em trai tôi đâu? Họ đâu rồi? Ba và em trai của anh hả? Họ là hai người đã thuê xe của chúng tôi. Anh có chắc chiếc xe này là của khách sạn anh? Biển số và kiểu dáng đều đúng. Theo dấu vết để lại, có lẽ ba và em trai của anh đã đi vào rừng. Chúng tôi đang kết hợp với bên kiểm lâm để tìm kiếm. Anh có biết tại sao họ lại đi vào hướng này hay không? Có thể là họ đi tìm tôi. Tại vì hướng này là
đi về hướng trang trại của bạn tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ triển khai các đội để đi tìm kiếm. Anh hãy để lại số liên lạc. Các anh có thể cho tôi theo được không? Không được đâu anh ơi, đường này rất dốc và khó đi, để rất nguy hiểm cho anh. Nhưng mà nếu mà đi theo chúng tôi á, thì chúng tôi phải chăm sóc thêm một người, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc tìm kiếm cứu nạn. Mong anh hợp tác. Tôi xin cam đoan với các anh là tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Thôi được, anh sẽ đi theo chúng tôi. Cảm ơn. Đồng chí Tuấn, kiểm tra và làm thủ tục giao xe cho khách sạn. Dạ. Mời anh. Dạ. Anh tên gì? Dạ, tôi tên Trần Thân. Ông Trường ơi! Trường ơi! Anh Tuấn ơi! Trường ơi! Trường ơi! Anh Tuấn ơi! Trường ơi! Trường ơi! Trường ơi! Di chuyển qua kia. Anh Phú ơi. Các anh di chuyển qua kia. Anh Trường ơi. Sao rồi? Anh Trường ơi. Anh Phú ơi. Anh Trường ơi. Ông Trường ơi. Anh Phú ơi. Phú ơi. Anh Phú. Ba ơi. Ông Trường ơi. Ông Trường ơi. Ông Trường ơi. Anh. Hay là mình qua phía bên kia tìm đi. Các đơn vị chú ý, đã tìm được một nạn nhân nam lớn tuổi, giống như nhân dạng của người mất tích bên cánh phía đông. Dạ bà tôi. Tất cả các đồng chí tập trung qua cánh bìa rừng phía đông. Nhanh lên. Dạ, dạ. Nhanh lên. Nhanh lên các đồng chí. Nhanh lên. Ông ấy còn khá hoảng sợ, chưa nói được gì hết. Ông ấy ở bên kia. Ba. Ba. Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ông ấy không phải là ba tôi. Rất có thể là ba và em trai của tôi vẫn còn ở phía bên kia. Mình qua bển tìm đi. Bây giờ mà qua đó tìm, trời đã tối rồi, mà lại phân tán lực lượng nữa. Tôi đề nghị chúng ta tập trung ở đây để chuẩn bị cho đợt tìm kiếm vào ban đêm. Chúng tôi đồng ý. Rất có thể là ba và em trai của tôi vẫn còn bên kia. Mình đi tìm đi anh. Anh Trung à, anh hãy bình tĩnh lại đi. Được rồi, tôi sẽ đi một mình. Anh Trung. Anh Trung, nếu mà anh làm như vậy á, thì để đảm bảo an toàn cho anh á, chúng tôi sẽ bắt buộc anh rời khỏi khu vực tìm kiếm và không được tham gia nữa. Nhưng Nước Dượng. Dượng có sao không Dượng? Được. Dượng ơi. Dượng. Dượng ơi. Dượng uống nữa không Dượng? Dạ. Dượng thấy trong người sao rồi? Có. Đã tìm được lối ra chưa? Dạ. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải leo qua quả đồi này. Phải leo qua quả đồi à? Dạ phải. Mà cách nào? Con vừa phát hiện một lối đi
Ở phía sau quả đồi này, nếu mà chúng ta cố gắng hết sức, chúng ta có thể thoát được à? Đi Dương. Con đi đi. Nếu như thật sự con tìm được lối ra, thì con kêu người quay lại tìm Dương. Không, con chỉ đi khi có Dương thôi. Một mình con thì còn đủ sức leo qua, nhưng nếu thêm Dương nữa thì... Dạ, con không đi một mình đâu. Dù ra sao con cũng phải đưa Dương đi. Nhưng Dương, Dương thật sự không đi nổi nữa. Dương đừng nói vậy. Cố lên Dương. Con sẽ cõng Dương. Chúng ta phải thoát khỏi nơi này trước khi trời tối. Đi thôi Dương, cố lên. Đi Dương. Đứng lên đi Dương. Chúng ta sẽ nhất định thoát khỏi nơi này mà. Không sao đâu, con chịu đựng được mà. Tôi ở phía này. Ở đây anh biết đường đi sao? Mà anh đi một mình nữa thì có thể cứu người hả? Nhưng mà tôi biết anh đang rất lo cho ba và em trai của anh, nhưng anh phải thực sự bình tĩnh. Địa hình ở đây rất là phức tạp, anh phải giữ bản thân mình được an toàn thì mới có thể cứu được người chứ. Nhưng ba và em trai của tôi đã mất tích 2 ngày rồi. Tôi sợ mình không kiếm được họ, họ sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã xin chi viện thêm để tìm kiếm. Tôi mong là sẽ có kết quả tốt. Thôi, dạ, chúng ta đi tiếp đi. Dưỡng xong Dưỡng. Dưỡng xong Dưỡng. Cứu. Cứu. Là tiếng của Hoàng Vũ. Tiếng em trai tôi. Đâu có gì đâu, chắc là anh nghe lầm rồi đó. Hình như có người đó. Anh Trung, cô em với Hoàng Phú. Các đồng chí hướng này. Phú à, bà. Ba. 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 Đậu cái lên đi. Ba có sao không ba? Nhảy lên. Tụi nó làm đó. Vậy rồi à, em thấy trong người sao rồi? Em thấy đỡ nhiều rồi. Em có muốn ăn gì không? Không, em chỉ muốn ngủ thôi. Ừ, vậy thôi em nghỉ ngơi đi. Anh vô bệnh viện thăm ba nha. Anh đi đi. Anh nói với ba là em xin lỗi ba nha. Bữa khác em qua thăm ba. Ừ, để anh nói với ba. Ừ. Nếu em thấy không khỏe, nhớ gọi dì Hai liền nha. Em biết rồi. Đi đi. Anh đi nha.
Dạ con nghe này dì. Dạ con về rồi. Không thì vẫn còn sốt, nhưng mà không sao. Con định đi vô thăm ba đi. Dạ con biết rồi. Dạ con chào dì. Có chuyện gì vậy anh? Dì nói là khỏi vô thăm ba. Tại hôm nay ba vẫn còn mệt, hạn chế người vô thăm. Dì nói là cứ ở nhà đi, lát nữa dì cũng về đây mà. Ừ. Tình trạng sức khỏe của anh không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần ở đây theo dõi vài ngày là anh có thể về nhà rồi. Cảm ơn anh. Tôi già rồi, sao cũng được. Quan trọng là anh phải chăm sóc thằng Phú cho đàng hoàng giùm tôi. Thằng Phú thì anh yên tâm đi, có thể nó sẽ ra viện trước anh nữa đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Dạ. Bạn già với nhau mà, anh không tin tôi thì còn tin ai. Thôi tôi về làm việc nha, anh cứ nghỉ ngơi đi. Dạ chào. Cảm ơn anh. Anh định đi đâu vậy? Anh qua thăm thằng Phú. Anh còn yếu lắm, anh đừng có đi tới đi lui nữa. Anh à, ủa con? Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô chào Dương. Đó, may á là con qua bên này, chứ không nãy giờ Dương có đòi qua phòng thăm con. Con không sao chứ? Dạ, con chỉ bị thương ở mắt cá chân, với lại một chút phần mềm thôi ạ, không có sao đâu. Nghe vậy Dương cũng yên tâm. Nếu không có con, chắc là Dương cũng không về được. Dương cảm ơn con nhiều lắm. Dương đừng nói vậy mà, đó là chuyện con phải làm thôi Dương. Alo. Dạ chào anh, bác sĩ Hà đang bận phẫu thuật nên nhờ tôi gọi cho anh ạ. Bạn tôi có chuyện gì sao? Cô ấy đã rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ Hà nói là bác nghe được bạn anh sẽ lên Đà Lạt. Cảm ơn cô. Dạ. Sát nhập với toàn cầu á, coi như người ta gánh nợ xấu cho mình, thiệt là nhẹ nhõm. Còn sát nhập với Đông Dương á, thì phải gánh nợ xấu cho người ta, trong khi á, thân mình còn lo chưa xong. Biết đâu con nhỏ nó sẽ lo được thì sao? Còn anh Quý thì mình còn tin được, chứ mà còn con nhỏ đó hả, thân nó giờ còn lo chưa xong thì làm sao mà lo nổi cái sự nghiệp này. Nói ra thì hơi nhẫn tâm, nhưng chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội. Anh Quý thì đã không còn, nó thì không thể điều hành. Nếu vậy á, chúng ta thay đổi sát nhập đi. Chuyện đó không khó đâu. Lần trước có mấy cổ đông ủng hộ là vì họ còn tin vào anh Quý. Còn bây giờ anh Quý đã mất rồi, niềm tin cũng đã tan biến theo, thì họ sẽ chọn giải pháp an toàn. Anh nói rất phải. Nhưng mà không biết con nhỏ đó có đến họp hay không. Nghe nói á, nó nằm bệnh viện, tình trạng á cũng không nhẹ, chắc hôm nay không đến được đâu. Còn cái thằng luật sư, con nhỏ đó có thể ủy quyền cho thằng đó thay nó chủ trì mọi chuyện. Nó cũng sẽ không tới đâu. Từ giờ sao ông bây giờ mới nói được nào biết nữa. Mời em. Chúc mừng anh thuận lợi có được xuyên á. Cảm ơn em. Vậy em sẽ được trả công xứng đáng cho chuyện này. Nói là phải giữ lời đó. Chà, anh nhớ là từ trước tới giờ anh chưa thất hứa với em lần nào mà. Không ai đáng tin cả, kể cả bản thân của mình.
Minh Trung thật không ra làm sao khi mà biến em thành con người như vậy. Chúng ta không ai tốt đẹp hơn ai đâu. Câu này nghe có vẻ hợp lý đó. Anh xin lỗi em. Alo, tôi nghe. Sao hả? Cái gì? Trên tay của quý vị, đó là bản kế hoạch hậu sát nhập của Xuyên Á và Đông Dương. Tôi nghĩ bước đầu chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng của các cổ đông ở đây, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm vượt qua những sóng gió này. Và trong vòng 5 năm nữa, Xuyên Á sẽ có thể lấy lại vị thế của ngân hàng như xưa. Cái gì trên giấy á mà không hay. Lúc trước á tôi đồng ý là vì tôi tin có anh Quý, nhưng bây giờ anh Quý đã mất rồi, nên chúng tôi không dám tin một người thiếu kinh nghiệm. Mà nói chính xác là không có một chút kinh nghiệm nào hết. Ở trên thương trường như cô Mai Hương thì không thể nào gánh vác. Đúng vậy, không thể nào mạo hiểm giao hết tài sản của cổ đông cho một người không hề hiểu biết gì hết. Ừ, tôi đồng ý. Nhưng rất tiếc không phải cổ đông nào cũng chịu đồng ý như là các chú được. Vậy thì cậu hỏi ý kiến của mọi người đi. Được, tôi sẽ hỏi ý kiến. Nhưng trước tiên tôi xin mời quý vị xem qua những bức hình này. Thì ra là bấy lâu nay có người âm thầm qua lại với toàn cầu, hèn gì hết lòng nhiệt tình ủng hộ. Chỉ là mấy tấm hình này mà nói lên được những điều gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thì ra là đã có người âm thầm qua lại với toàn cầu đó. Tất cả mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi. Hư bột hư đường là do người của anh đã quá ỷ y với lại tên Khải. Đừng có đổ thừa cho tôi, đừng có nổi nóng như vậy chứ. Thôi được rồi, anh bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Làm gì mà bực bội vậy? Anh tới khi nào vậy? Cũng vừa mới về thôi. Nè, chưa trả lời anh đó, sao bực bội vậy? Trời ơi, ông chưa có về đâu, yên tâm đi. Chuyện bên Xuân Á không thành, em không ngờ tới như vậy rồi mà vẫn không quật ngã được chị ta. Tất cả là cũng do gã Quy, đã quá coi thường ông Khải. Không sao, thua keo này ta bài keo khác mà. Chuyện của anh và ông ấy sao rồi? Bây giờ giống như là cha con thật thụ rồi đó. Chúc mừng. Nè, ông già đang rất bực mình khi chưa thấy em vô thăm ông đó. Có muốn đi vô thăm ông không? Đi bây giờ hả? Ừ. Anh mới vừa ở trong đó về mà. Như vậy mới tỏ lòng hiếu thảo. Ok, đi thì đi. Anh, em. Ủa, sao xưng hô gì kỳ vậy trời? Dạ, em chào chị. Ủa, em, kết quả cuộc họp sao rồi? Dạ thưa, anh Khải đã hoàn thành việc bảo vệ sát nhập với Đông Dương ạ. Ủa mà anh Khải đâu? Dạ thưa. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Đây là tô thuốc, nhưng bác sĩ nhắc tôi nói lại với anh một lần nữa, nhập viện điều trị sẽ tốt hơn cho anh. Tình trạng viêm loét bao tử của anh á đã nặng lắm rồi, nếu không cẩn thận có thể gây ra biến chứng xuất huyết, rất nguy hiểm đó. Cảm ơn chị. Dạ, chào anh. Oh.
Mấy bữa cô nhịn ăn á là cậu Khải cũng nhịn ăn theo cô luôn á. Nhiều lúc á ảnh làm việc ở trong công ty đến mệt lả, nhưng mà ảnh nhất định á không chịu ăn. Anh Khải à, để em gọi bác sĩ cho anh nha. Thôi khỏi, không cần. Sao em? Anh à, để em gọi bác sĩ cho anh nha. Anh không sao đâu, anh đỡ rồi. Bao tử của anh vốn không khỏe mà, sao anh lại khùng với em chi vậy? Bởi vì anh yêu em. Bởi vì anh không biết cách nào để chia sẻ nỗi đau cùng em. Bởi vì nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, cuộc sống đối với anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đau lại hả? Anh có sao không? Hả? Không, anh không sao đâu. Để anh đưa em về nhà nha. Đúng là đưa em về á, nhưng mà em sẽ là người đưa anh về. Hôm nay á, chính em sẽ chăm sóc cho anh. Anh không được cãi lại, chỉ được làm theo thôi. Nói như vậy là anh không được cãi lại, chỉ được làm theo thôi đúng không? Đúng vậy. Mình đi thôi. Mình đi thôi. Thấy chị mạnh khỏe như vậy, em cũng yên lòng lắm. Chị đỡ rồi, không cần phải lo cho chị đâu. Chị Hai à, em định qua gặp anh Khải trước, rồi sẽ qua gặp chị liền. Nhưng mà gặp chị ở đây, cho em xin phép chị. Em ra mắt bạn gái em luôn. Em cười gì, chào chị Hai đi. Chào chị Hai. Hay quá à. Vậy là cuối cùng á cũng đã có người trói chân được chàng lãng tử này rồi. Coi cổ vậy, cô dữ lắm chị Hai. Ăn hiếp em hoài luôn á. Em giữ với anh hồi nào? Mới đánh người ta xong đó. Không phải ăn hiếp chứ là gì. Thôi thôi, chị xác nhận á là Liên có ăn hiếp Trọng. Đó, nghe chưa? Nhưng mà ăn hiếp như vậy á rất là đúng. Em cảm ơn chị Hai. Chị Hai, chị nói gì vậy chị Hai? Chị phải về phe em chứ. Em đó, phải giữ với em, chứ không á làm sao trị em được chứ. Nghe chưa? Biết vậy á, không cho em gặp chị Hai sớm đâu. Trời. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? Tụi em nói chuyện lớn tiếng quá làm anh không nghĩ được hả? Không có đâu. Anh Khải, anh thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ rồi em. Ngủ được một giấc, anh thấy cũng tỉnh táo hẳn. Em đã nấu cháo cho anh, chút nữa anh ăn rồi nhớ uống thuốc nha. Cảm ơn em. Trọng à, anh mới vừa nghe tin chú mới vào bệnh viện đó. Bạn bị sao vậy anh? Hình như là bị tai nạn, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hôm nay gió quá, hay là mình lên phòng đi anh. Chắc là anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh à, anh đừng có nói lung tung mà. Em không thấy gần đây anh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà hay sao? Anh, tại do sức khỏe của anh hơi yếu nên bị tai nạn ngẫu nhiên nên nằm bệnh viện nhiều thôi mà. Hãy yên tâm, trước khi anh đi, anh sẽ sắp xếp cho em đàng hoàng. Anh đang làm cho em sợ đó anh biết không? Đừng sợ, con người ta rồi cũng phải chết. Anh bây giờ chỉ thấy tiếc là khi anh ra đi, Trường Thịnh sẽ không giữ được. Minh Trung nó rất là tài giỏi anh à, nhưng lại quá ngu ngốc và mê muội. Trường Thịnh sẽ mất trong tay nó, và ngay cả cuộc sống của nó nữa. Anh nói sao nghe nặng nề như vậy? Minh Trung đâu phải là đứa tệ như vậy đâu anh. Em không hiểu gì hết đâu. Thôi mình vào trong đi. Đi anh.
Ba, đừng có gọi bậy bạ. Tao với mày không có quan hệ gì hết. Đồ con hoang. Anh, Minh Trọng, anh hai, em về hồi nào vậy? Dạ, em về được mấy ngày rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở chỗ của Liên. Không còn coi anh là anh nữa hay sao mà em không tìm anh vậy? Em sợ là em gặp mặt rồi em nói những lời anh không thích nghe, rồi làm anh giận nữa. Em tránh xa thằng Khải ra đi, anh sẽ mời luật sư giỏi nhất cho em. Cái em cần là người tin em, chứ không phải là luật sư giỏi. Tin hay là hùa theo để đổ tội cho người khác? Em trở ra không tìm anh là điều hoàn toàn đúng. Một ngày nào đó em thực sự thức tỉnh thì cứ đến tìm anh. Dù có thế nào đi nữa, em mãi mãi vẫn là em trai của anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tội nghiệp quá. Người mình gọi bằng ba thì xua đuổi, người mình gọi bằng anh á thì không tin tưởng mình. Chuyện mình không làm á thì mình phải gánh. Nhìn mày thật là đáng thương. Trước đây tôi đã làm nhiều điều sai. Đang gian sinh tao đó hả? Và cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi đã học được một bài học. Đó là những người làm điều sai trái sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Hôm nay anh ở đây cười tôi và thương hại tôi, nhưng tôi tin là không lâu nữa, kẻ bị cười và kẻ phải chịu sự thương hại, kẻ đó sẽ chính là anh. Mày yên tâm đi, ngày đó sẽ không đến đâu. Và điều quan trọng nhất á, tất cả mọi người đều tin tao. Nên người điều khiển và chiến thắng trong cuộc chơi này á, là tao chứ không phải mày. Anh cứ yên tâm, ông trời có mắt lắm, sẽ không để cho loài người như anh được như ý đâu. Mày còn nhớ tao đã từng nói, tao sẽ lấy đi tất cả của mày và tống đứa con quan như mày ra đường. Chẳng phải bây giờ tao đã làm được rồi sao? Thật tiếc là ba và anh hai đã không nhìn thấy được bộ mặt của anh lúc này. Bây giờ thì tao sẽ vô trong đó để họ thấy rõ bộ mặt của tao. Còn cái thằng con quan như mày, tranh thủ mà hít khí trời tự do đi. Mai mốt vô tù có muốn hít cũng không được đâu. Nha. Anh không sao? Em thật không ngờ anh Phú lại là người đáng sợ như vậy. Chỉ tiếc một điều là mọi người không nhận ra điều đó. Em tin là một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Thôi, mình về đi. Sao vậy anh?
Bác sĩ nói ngày nào anh xuất viện. Dạ ngày mai anh. Em nhớ dặn thằng Phú mua vỏ trái cây. Cảm ơn bác sĩ và y tá của khoa cho anh. Dạ. Ừ. Anh. Anh không ăn nữa đâu. Thưa ba, thưa dì, con mới đến. Con. Công ty không có chuyện gì chứ? Dạ không thưa ba. Con không cần phải giờ cuộc họp ban quản trị lại đâu. Ngày mai ba xuất viện. Dạ. Con xin lỗi. Anh nghe đây. Anh đang ở trong bệnh viện thăm ba. Cái gì? Được rồi, anh về liền. Thưa ba, bé đang ở nhà không được khỏe. Con về nhà một chút. Về đi con, mau về đi con. Dạ. Anh. Anh không ăn nữa đâu. Sao vậy anh? Còn với cái thằng Đan nó bị bệnh mà anh. Làm mẹ mà không biết lo cho con, thở ra một chút là gọi chồng. Thôi mà anh. Con đi Ma. Được không con? Dạ thưa Dương, con mới tới. Con đem cái gì đây? Dạ cháo. Dạ đây là cháo cá lóc đồng. Chính tay con đi câu ngày hôm qua đó. Ngồi đi con. Nghe hấp dẫn quá. Dạ. Đó, Dương. Con ngồi đi để má lấy cháo cho. Dạ. Nè, sao con lại có hứng đi câu vậy? Dạ con nghe mẹ nói Dương thích ăn cháo cá lóc đồng. Mà mùa này ngoài chợ chỉ bán toàn cá lóc nuôi chứ không có cá lóc đồng. Nên con xách cần câu đi câu luôn. Mẹ, hên cho con á là Dương không thích ăn cá mập. Con đó thì con đầu hàng. Anh à. Coi chừng nóng anh. Thơm quá. Vừa ăn thử đi à. Vừa miệng dưỡng không à. Ngon quá. Đúng là cháo cá đồng. Vừa dai và vừa thơm. Dạ. Vậy là sau này Dượng con mà thích ăn cá lóc đồng á, lúc nào cũng có hết anh ha. Anh ăn cháo rồi uống thuốc. Chị Hai dặn vậy đó. Có đi thăm chú chưa? Em có qua thăm, nhưng mà ba không thèm nhìn mặt em. Không có chuyện gì chứ? Anh yên tâm đi, em không sao đâu. Cháo trắng, mì gói, cái nào cũng không hấp dẫn hết. Thôi, anh em mình ra quán ăn. Chị Hai dặn á là anh phải ăn cháo, uống thuốc, đi ngủ sớm. Còn chuyện ra ngoài ăn á, khi nào anh khỏe đi rồi mình tính. Thôi mà, đi. À quên nữa, chị Hai dặn á là sáng mai anh không được đi làm kìa. Một điều chị Hai dặn, hai điều chị Hai cũng dặn. Em đừng có nói với anh á là em qua đây chăm sóc anh, là chị Hai dặn nha. Chính xác á là anh đã quyết định tới đây để chăm sóc cho anh mấy ngày. Nhưng mà vì em bước ra khỏi phòng trọ một cái là nhận được điện thoại của chị Hai nhờ em á qua chăm sóc anh đó. Anh đã từng thử nói chuyện với chị Hai chưa? Nói gì? Nói tình cảm của anh dành cho chị đó. Chị Hai em, suốt cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một người, đó là anh hai của em.
Anh chưa thử thì làm sao mà biết được. Do anh cảm nhận. Đôi khi cái sự cảm nhận nó còn chính xác hơn là lời nói trực tiếp bên ngoài đó. Tuy anh Trung mới là anh hai của em, nhưng mà em luôn ủng hộ anh đến với chị hai. Đúng là anh em tốt nha. Còn phải nói. Vậy thôi, chúng ta sẽ đi ra quán ăn mừng tình cảm của anh em chúng ta. Nè, đừng có gài hàng em nha. Em không dám làm sai lời dặn của chị hai đâu. Cái thằng này. Ngoan ngoãn, ăn cháo đi. Chị hai dặn vậy á. Nè, anh ăn đi. Chuyện bên anh sao rồi? Em yên tâm, anh sẽ phối hợp tốt với bên em. Qua chuyện ở Đà Lạt và những chuyện mấy ngày qua, anh là người luôn luôn ở bên lão ta. Còn anh Trung thì chỉ luôn chăm chăm lo cho em. Nên thái độ ông ta đối với anh đã hoàn toàn khác. Như vậy thì tốt. Còn vụ xuyên á không thành công, tên Quy đó có hỗ trợ cho em không? Không thành công là do anh ta dở, đâu có liên quan tới em. Anh an tâm, em vẫn còn hỗ trợ được cho anh ta, nên anh ta sẽ không bỏ rơi cộng sự này đâu. Chỉ là cộng sự thôi sao? Anh đi hơi xa rồi đó. Anh chỉ lo cho em thôi. Không cần đâu.